Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục trở lại và chém gió với các bạn một cái vấn đề là một chủ đề là thu nhập của nhạc công, của anh em nhạc công hiện tại như thế nào. Ở đây hơi ồn à, đổi chỗ thôi. Rồi, về nơi nơi xưa chốn cũ yên lặng rồi. Tính đổi không khí ở ngoài cho nó lạ một chút. Nhưng mà thấy cũng ồn quá thôi, trở về căn phòng ngày xưa. Chủ đề hôm nay mình muốn nói đến, chia sẻ với mọi người, chém gió cùng mọi người là thu nhập của nhà công hiện nay. Và bởi vì cũng có nhiều anh em thắc mắc là thu nhập của nhà công bây giờ sao anh? À, mà nhạc công chắc đã lắm, đi đàn ngon lành khỏe re, tiền bạc khá khỏe hơn những cái khác, làm việc khỏe khoắn. Chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. À, thu nhập đỡ mày à, mà tao thấy là thu nhập nhạc công khỏe mà làm nghề này đã quá sung sướng, khỏe ghê, có làm gì đâu, có làm gì mệt nhọc đâu. Trở về ngày xưa một chút thì cách đây khoảng 5 năm về trước á, ở thời điểm mà thịnh vượng nhất của cái nghề của mình, cái ngành của mình ở cái khu vực mình đang sinh sống nè, là đi đánh nhạc công, đi đánh một cây, thu nhập của mình thời đó hình như là một tháng là từ 10 triệu cho tới khoảng 20 triệu là bình thường. Có tiền ta mua được tình yêu, có tiền ta mua cả trần gian, có tiền ta như tiên như Phật, có tiền trong tay ta quay tựa trời. Thì thu nhập như vậy là ở thời điểm 5 năm 7 năm về trước thì thu nhập rất là khá mình. Nhưng mà rồi cái dần dần trở về sau, thì trở về gần đây nè, khoảng 3 năm 4 năm 2 năm 1 năm trở về đây thì bắt đầu thu nhập nó tụt dần tụt dần. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Lý do tại sao? Lý do là YouTube karaoke. Thì một cây thì bắt đầu đi xuống thì bắt đầu có một cái thời điểm nha, có một thời điểm là ở những năm là 2015 tới 2017, không, 2012 luôn chứ, 2012 đến 2017 là mọi người đổ xô đi tìm học đàn, một cái nghề quá ư là hot, học đàn để đi làm quá dễ kiếm tiền. Từ là trẻ nhỏ, thiếu niên, thanh niên, rồi kể cả những bậc trung niên, không có gì gì làm, thôi đi học đàn để về đi làm một cái ngành quá là hot ở cái chỗ mình sinh sống đó nha, chứ mình không biết là những cái nơi xa xôi khác thì như thế nào. Thì bắt đầu đổ xô đi học đàn. Học đàn ở đây là học đàn organ, để đi đánh organ, đánh rip. Đổ xô. Và mình thấy cái nền âm nhạc nó bắt đầu đi xuống. Nó đi xuống, số lượng thì quá là nhiều, nhưng mà chất lượng, cái nền âm nhạc ở đây thì là âm nhạc quần chúng đi xuống. Bởi vì học nhạc mà chúng ta học lẹ để đi làm, học nhạc để dựa vào kinh tế, để tìm kinh tế, thì âm nhạc còn là gì nữa. Có ai ngờ được là xã hội thay đổi không? Thay đổi tới mức là bây giờ thậm chí nhạc công đánh tạm ổn, nhạc công đánh khá mà bây giờ vẫn ế show. Lý do là gì? Là YouTube karaoke. Ngày xưa karaoke năm số thì đánh còn chán, còn thiếu, thì bây giờ YouTube bét chuẩn, bét không chuẩn, bét sung, bét nhà sống, bét remix, bét 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 mọi thứ đều có. thì bắt đầu một cây thì để làm gì nữa, đánh đâu có hay bằng beat đã phối ở trên, mặc dù là beat chuyên hay là beat không chuyên thì người ta đã quen với cái đó, người ta đã thích với sở thích như vậy, và chắc ăn là
mở là tông đó, tốc độ đó, tempo đó. Còn nhà công đánh thì ủa lỡ hôm nay cái anh đó anh quên tông, anh đánh hơi cao một chút, hoặc là tông nam mà anh đánh tông nữ, tông nữ mà anh đánh tông nam, so le với nhau thì người ta lại bực bội, người ta lại nói là hát không được, khách lại nói là như vậy, thì vô tình bắt đầu người ta không có cần nhạc công nữa. Thì kể cả nhạc công đánh giỏi hay đánh dở thì ở nhà hết. Ôm mớ cần câu ra đồng, ôi tha hồ cấm. Trở về hiện tại, mùa dịch ở chỗ mình thì nó cũng tạm thời ổn ổn lại rồi, đi làm lại được rồi. Thì một tháng hiện nay thì cái mức làm đi làm show của mình, của riêng mình một cây trong vòng một tháng nhiều lắm là không quá 5 buổi, thường là nó dao động từ 2 buổi hoặc là 4 buổi. Còn một buổi làm hiện nay của mình thì tầm một cây thì tầm 400 cho tới 600 ngàn, tùy nơi, tùy chỗ, tùy địa điểm. Bông nữa thì thu nhập thì nó cũng thường là 100 cho tới có bữa không, có bữa vài chục, có bữa nhiều khi triệu mấy không chừng. Thì mình gom chung lại thì trung bình một buổi thì mình sẽ được 200 tiền bông đi, cộng với 500 tiền show thì mình được 700 một buổi. Là một tháng trung bình mình làm 2 đến 5 buổi thì mình gì trung bình là 3 buổi đi. 3 buổi thì mỗi một buổi gì 700, 3 buổi 2 triệu mốt. Nhưng mà bây giờ cái cảm giác mà đi đánh một mình, đánh một cây á, nó buồn lắm. Buồn là vì sao? Ít người, ít có đồng nghiệp của mình. Mà khách á, thì người ta ít có để ý đến mình á. Tại vì ngày xưa thì mình đi đánh, khách hát, khách rất chú ý mình, kể cả khách thông ca hoặc là khách đang ca, hoặc là kể cả anh em bầu show, kể cả anh em đi làm chung với mình, thì mình có cái sự được chú ý nhiều hơn. Còn bây giờ cái sự mình kiểu như là không cần thiết nữa. Thì thôi, không cần anh đâu. Tại vì không có mình thì người ta karaoke, hoặc là thậm chí có mình nhưng mà vẫn người ta vẫn ưa chuộng karaoke vì nó thích hợp với người ta, người ta cảm thấy nó dễ và người ta thích đó. Bởi vì bây giờ đi làm một mình một cây đối với mình rất là buồn. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Mình đi đánh ban nhạc thì mình phải có một trình độ nhất định, chứ không phải là mình học lớt lớt là mình đi đánh được mọi người. Vì thế đi đánh ban nhạc, nếu mà mình riêng mình thấy là mình phải cần trình độ cao hơn và cái sự đầu tư về chuyên môn tốt hơn. Bởi vì đi đánh ban nhạc, nhưng mà cái nghịch lý hiện nay ở cái chỗ mình ở thì đi đánh ban nhạc tiền lại thấp hơn đi đánh một cây. Đó là do riêng mình nha, còn những anh em khác thì clip khác mình sẽ nói. Đó, cái nghịch lý là như vậy. Đi làm cực hơn, cần trình độ tốt hơn mà tiền lại ít hơn. Tiền ở đây là tiền cachet, tiền show nó lại thấp hơn. Bị gì không biết làm sao, không biết như thế nào mà tự nhiên đông lên cái tự nhiên giảm lại. Mà trong khi cái phấn đấu, cái sức bỏ ra của từng cá nhân nó lại bằng như vậy, hoặc là thậm chí là nó còn vất vả hơn nữa kìa. Phải đi sớm hơn, phải tới set up thử âm thanh, nguyên ban nhạc phải đánh với nhau thử trước. Đó, nó cực khổ hơn. Còn đi đánh một cây đâu có cần set up gì nhiều đâu, tại một cây thì nó nằm trong cái cây ọt nó tổng thể rồi. Mình tới cứ tới ghim dây vậy, dặn chép miếng, bát miếng, hoặc là ít nhiều gì đó là xong thôi. Còn đi đến một cây anh phải tới thử trống với bát, anh phải ráp ban nhạc lỡ đánh có guitar lớn không, bát nhỏ không, organ đủ chép, hoặc là thế này thế kia luôn đó, thì nó phải cực hơn chứ, thời gian nó phải lâu hơn đó. Rồi xong rồi dọn dẹp cũng phải đi về chung với anh em, chứ đâu phải tự nhiên cái anh guitar gọn nhất anh gom vô cái bỏ đi về trước, hoặc là anh guitar anh kết nối nhanh quá, anh gọn gàng quá cái anh tới bài ra anh tới trễ, đâu phải đâu. Đi đánh ban nhạc là phải đồng đội, giống như bóng đá vậy thôi. Bóng đá như thế nào là ban nhạc phải đánh như thế ấy. Đó. Mọi người biết bóng đá nhiều hơn là bên âm nhạc, tại vì mình xem mình thấy dễ hiểu hơn. Nhưng mà bóng đá với âm nhạc hoàn toàn giống nhau. Đó. Trong bóng đá thì tất
cả các tuyến đều phải đều nhau hả. Tiền đạo tốt mới ghi bàn, mà tiền vệ không tốt thì làm sao có bóng để lên tiền đạo, làm sao ghi bàn. Là bắt buộc tiền vệ cũng phải tốt, rồi hậu vệ phải tốt. Nếu hậu vệ không tốt, tiền vệ với tiền đạo lỡ để bóng, không phải lỡ mà nhất định bóng đi xuống, hậu vệ hay dở ẹt rồi vô hoài thì có ăn được không? Cũng không ăn được. Là tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, là thủ môn thì chung với hậu vệ nha, toàn bộ phải tốt, tất cả các tuyến phải đều nhau. Thì ban nhạc cũng vậy, bạn muốn một thì ban nhạc cũng vậy, bạn muốn có một ban nhạc nghe tốt thì tất cả các thành viên phải đều nhau đó. Và phải có trình độ khá khá, thì trình độ khá với nhau, đều nhau thì càng khá càng đều thì trình độ ban nhạc đánh sẽ dễ nghe hơn. Trở về chủ đề là thu nhập nha, thì khi mà mình đánh ban nhạc đông á thì thu nhập nó sẽ thấp hơn. Một buổi đi đánh ban nhạc thì nó nằm trung bình, có buổi bèo bèo nhiều khi có 250 nữa kìa. Vậy thì mình sẽ lấy cái mốc là 250 đến 500 một buổi đó. Show nó đâu có cố định đâu. Thì một buổi á, cái số lượng hiện nay á, thì trung bình một tuần 10 ngày được 2 buổi, 10 ngày được 2 buổi là một tháng mình sẽ được 6 buổi, 6 buổi đánh ban nhạc. 6 buổi thì mình lấy mức trung bình là 350 đi, 6 buổi thì một tháng cũng được 2 triệu mấy. Vậy là mình tổng kết lại 2 triệu mấy với tiền bông, tiền bông chứ, 2 triệu mấy tiền show, tiền bông. Thì một buổi quýnh ban nhạc á, thì hiện nay quýnh ban nhạc ở khu vực mình ở, quýnh ban nhạc thường có bông nhiều hơn là quýnh một cây. Lý do tại sao ban nhạc á, thì nhà thì cái chi phí show đó nó cao hơn, nên gia chủ phải bỏ ra nhiều tiền hơn, thì đồng nghĩa với gia chủ phải khá giả hơn. Khá giả hơn thì người ta có điều kiện kinh tế hơn thì bông người ta sẽ khá hơn. Vì thế đi đánh ban nhạc bây giờ bông khá hơn đi đánh một cây. Nhưng mà khá rồi chia nhiều, đông thành viên lắm. Ban nhạc là thường thường anh em nhạc công là 4 nhạc công, rồi 1 đến 3 ca sĩ. Rồi trong hệ thống bầu số âm thanh thì hai anh em phụ trách bên âm thanh, chỉnh đèn hoặc là khiên giác lo hoặc là bầu số, thì khoảng 3 người, 2 người gì đó. Thì chia thì ra cũng khoảng 10 người xong rồi. Thì trung bình cũng tiền bông mà nó đâu có cố định, thì trung bình một buổi đi đánh band thì khoảng một vài chục cũng có, hoặc là gần 1 triệu cũng có. Nhưng mà gần 1 triệu là siêu hiếm, tại vì gần 1 triệu là tiền bông nó lên 10 triệu, mười mấy triệu, thì cái đó ít lắm. Thì mình lấy tiền bông trung bình một buổi 100 đi, thì nó 2 triệu mấy thì nó cũng là, nó cũng khoảng tầm 3 triệu đảo loại. Thì 2 triệu mấy với 3 triệu mấy thì tổng cộng một tháng cái tiền mà mình đi làm được, đi đánh đàn được, đi đánh show thì nó tầm 6 triệu hoặc là 6 triệu mấy, 7 triệu thôi. Mình tính 6-7 triệu đi, vậy đi. Nói chung chung là vậy, nó không có cố định mà. Thì là từ 5 triệu đến 8 triệu cho một tháng. Thì ở cái thời điểm hiện nay, cái thu nhập chung á, mà một tháng mình thu nhập từ 5 triệu cho tới 8 triệu thì mức thu nhập là cơ bản rồi, chứ đâu có cao gì đâu. Thu nhập trung bình thấp, chứ không được trung bình khá nữa. Mình thấy là cái mức đó là từ 5 triệu cho tới 8 triệu là trung bình thấp. Bây giờ mình thấy cái cuộc sống bây giờ mình phải thu nhập từ 6 triệu cho tới 9 triệu thì mới gọi là trung bình. Từ 7 triệu cho tới 10 triệu thì trung bình khá, rồi trên 10 triệu thì mình mới gọi là khá, rồi trên 15 triệu thì mới gọi là thu nhập tốt. Đó, thì tóm lại là thu nhập hiện nay về cái mảng đi đàn, cầm cái đàn đi đánh show, thì thu nhập nó là như vậy. Mình nói một chút về so sánh cái ngành nghề mình, tại vì cũng có nhiều người tự người ta so sánh cái nghề mình với cái ngành nghề khác. Ví dụ như mình giờ mình so sánh với những nghề thông dụng đi, mình so sánh với nghề giáo viên đi, thì nó khác biệt như thế nào? Nghề giáo viên á, thì giờ giấc ổn định, về thời gian á, thì giờ giấc của giáo viên ổn định hơn. Có nghĩa là sáng 7-8 giờ gì đó lên lớp, trưa về nghỉ, hoặc là có dạy buổi chiều nữa thì chiều cũng mấy giờ đó, nói chung là có giờ ổn định. Rồi tối là về nghỉ ngơi bên gia đình. Đó. Thứ bảy chủ nhật nghỉ,
thì mình thấy cuộc sống như vậy nó cũng có cái thú vị của nó và nó ổn định hơn. Đa phần là người ta sẽ thời gian của người ta như vậy, cuộc sống người ta, sức khỏe người ta sẽ tốt hơn. Còn về thời gian và sức khỏe của nhạc công thì như thế nào? Thời gian và sức khỏe của nhạc công á, thì nhạc công không bao giờ cố định. Có bữa tiệc đãi, thậm chí mặt trời chưa mọc thì đã đãi, nhạc công phải thức dậy thật là sớm, mặt trời chưa sáng là phải thức dậy soạn đồ đi, không kịp ăn sáng. Đó. Hoặc là ăn sáng không có giờ giấc, ăn uống không có giờ giấc. Đó. Rồi tới là phải làm. Để mai mai á, thì được ăn, xui á, thì tới làm xong tới trưa luôn mới được ăn, rất là có hại cho sức khỏe. Đó. Rồi nghỉ ngơi thì có lúc thì đi diễn á, thì trưa 11 giờ 12 giờ. Đó. Rồi ăn uống thì nó lúc gì lúc khác. Rồi mà cá nhân mình á, thì mình thích không thích làm buổi sáng đâu. Bởi vì làm buổi sáng mình phải thức dậy sớm. Mà rồi mình có lúc làm buổi tối về khuya mà ngủ dậy trễ về khuya. Mình thức khuya, mình thật sự cái bản thân của mình không có muốn ngủ dậy trễ đâu. Nhưng mà cái công việc của mình như vậy rồi. Bây giờ ví dụ như mình đi diễn buổi tối đi. Tối mình đi diễn thì mình về tới nhà ít gì cũng 11 giờ, thậm chí 1 2 giờ. Nó qua đi cái thời gian ngủ rồi thì nó rất là khó ngủ. Thì khi ngủ được thì bắt đầu sáng thức dậy phải trễ, tại vì mình bị mệt mà mình thiếu ngủ mà. Vì thế mình thích đi làm những cái buổi là trưa 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 tới chiều tối thì làm sao cũng được hết, nhưng mà mình sợ nhất là đi làm 6 7 giờ sáng, thậm chí 8 giờ sáng cũng thấy cực nữa rồi. Phải 9 giờ trở lên thì mình mới thấy nó nhẹ nhàng hơn, mình có thời gian thức dậy thoải mái đi một chút, ăn sáng đồ đó. Về cái mặt thời gian á, thì mình nhìn thấy mặc dù cái ngành của mình làm cái thời gian làm việc nó ít, có nghĩa là mình không phải làm xuyên suốt trong một tuần, mình làm một tuần làm mấy ngày ít, nhưng mà về cái mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe là cái ngành của mình ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Chia sẻ ở vấn đề như vậy. Còn thu nhập thì nếu mà thu nhập với nhạc công với giáo viên thì mình thấy nó cũng giống giống nhau. Đó. Nó chỉ ảnh hưởng khác nhau về mặt thời gian và sức khỏe thôi. Còn như những ngành phổ thông khác như là tài xế thì tài xế nói chung ngành so sánh với nhiều ngành thì nói hoài không biết khi nào hết. Tài xế thì người ta có mức độ nguy hiểm và tài xế cũng cực, thậm chí có thể là cực và nguy hiểm hơn nhạc công rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà nhạc công làm đúng thì nó cái độ mà tập trung nó cũng nhiều như là tài xế đó mọi người. Đó. Tài xế thì phải tập trung cao độ, không được làm sai là nguy hiểm tới tính mạng, tới sức khỏe. Đó, nhạc công cũng vậy thôi. Thật sự nếu mà nhạc công đánh đúng thì phải tập trung cao độ chứ đâu được làm sai đâu. Nhưng mà nhạc công khác làm sai thì chỉ khó nghe thôi, bị chê hoặc là bị cười thôi. Hoặc là nghe không hay thôi chứ không có gây ra chết ai hết. Vì thế dẫn đến là nhạc công, bởi vì nhạc công học phải có tâm, đánh phải bằng cả trái tim, giống như mình nghĩ là mình đánh sai là sẽ gây ra án mạng giống như tài xế vậy đó. Nguy hiểm gì đó. Thì mình nghĩ nếu mà người nhạc công chơi đàn với cái tâm thế như vậy là ai cũng chơi đàn hay rồi. Thu nhập như vậy sống đủ không? Thì thu nhập làm sao thì mình sống với cái mức thu nhập đó thôi. Nếu mà thật sự bây giờ bỏ ra chỉ đi đàn để sống không á thì khó sống thiệt. Mình phải làm thêm những việc khác, dạy nhạc hoặc là làm cái này làm cái kia. Nhiều người thì tìm việc khác nhau, ví dụ như là người ta gọi là nghề tay trái đó. Thì giáo viên thì thường thường có nhiều giáo viên cũng là làm nghề tay trái, ví dụ như đi sau giờ đi dạy thì về thì dạy thêm, hoặc là làm gì, vừa làm vườn làm ruộng hay là buôn bán gì này nọ gì đó, đó là phải làm thêm. Có nghĩa là cái nghề chính nó không đáp ứng nổi được cái cuộc sống mà đa phần người ta mong muốn nên người ta phải làm thêm như vậy. Chứ nó để nói lên một điều á, là cái nghề nó không có đủ thịnh vượng để mình sống với nó ở cái môi trường hiện tại. Phận nghèo lao đao biết ngày nào gian khó qua màn,
cơm hầm canh rau muống đắng môi ưa lệ thắt xe lòng. Kết luận lại á thì làm cái việc gì cũng vậy, quan trọng mình thấy vui với cuộc sống này, mình thấy thích nó thì mình sẽ sống được với nó thôi, thì mình cũng sẽ tìm cách để sống được với nó thôi. Mình vui là gì? Ví dụ như mình đi đánh ban nhạc đi, thì mình được gặp anh em nhạc công cùng chung cái sở thích đó. Anh em nhạc công đi đánh nhạc vui lắm mọi người, vui lắm. Anh em gặp nhau cười giỡn trao đổi, trừ những trường hợp, những trường hợp vân vân, trong nghề gì cũng vậy, nó cũng có những trường hợp buồn, những trường hợp ganh ghét lẫn nhau hoặc là như thế này như thế kia. Thì cái đó, cái chắc cái vấn đề đó là mình sẽ chia sẻ những clip sau. Mọi người nhớ nhớ đăng ký kênh nha, để mình chia sẻ những cái vấn đề ở trong cái cuộc sống, trong cái ngành nghề của mình cho những anh em, anh chị em, cô bác, bạn, mọi người không có biết gì rõ về cái ngành này thì sẽ có một điều thú vị hiểu hơn trong cuộc sống này hơn đó. Thì vui nếu mà anh em thật sự gắn kết lẫn nhau đi đánh. Mọi người nhạc công thì được cái là người ta sống thoải mái lắm, thoải mái có nghĩa là thoải mái về mặt tinh thần, nếu mà không có cố chấp, không có tính toán này nọ như những cái gì khó khăn trong cuộc sống. Bởi vì đã là nhạc công mà thì mình chơi nhạc mà đầu óc phải thoải mái, âm nhạc nó quan trọng lắm, nó khiến cho người ta, nó khiến cho người ta cảm thấy yêu đời, vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống nhiều hơn. Vì thế nhạc công được những cái đó, cái độ tập trung của nhạc công, cái độ mệt mỏi của nhạc công khi làm việc nó tương đương với tài xế, nó tương đương với bác sĩ đang phẫu thuật. Nó chỉ khác với nhau là cái độ nguy hiểm của bác sĩ và tài xế thì nó rất là nguy hiểm tới tính mạng, còn nhạc công không có nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà nhạc công có tâm, có cả một trái tim khi chơi nhạc thì người ta sẽ tập trung giống như vậy, tại vì người ta không muốn là xảy ra sự cố. Là sự cố đó đối với cái người nhạc công á, sẽ giống như là làm chết đi ai đó, làm bị thương ai đó, làm tổn thương cái gì đó, làm nguy hiểm cái gì đó, thì nhạc công đó là có tâm, là tập trung cao. Mà tập trung cao trong lúc đánh thì là sẽ rất là mệt. Bởi vì những nhạc công mà chơi hay, chơi giỏi thì họ không đánh được lâu. Bởi vì bạn có thấy tài xế nào mà lái giỏi, mà họ tài xế lái giỏi thì không bao giờ họ lái nửa ngày. Bởi vì nửa ngày thì cái sự tập trung của người ta sẽ giảm đi, người ta sẽ mệt đi, sẽ gây nguy hiểm. Một bác sĩ giỏi không khi nào mà người ta mổ quá nhiều, nó sẽ dễ dẫn đến sai sót. Thì nhà công cũng vậy, người ta đã tập trung quá cao rồi, một cái thời điểm quá dài rồi, thì làm sao người ta đánh được, người ta sẽ làm tốt được dưới cái lúc ban đầu nữa đó. Còn những nhà công mà thật sự đi đánh thì có nhiều người nói nhà công chơi không nhiệt tình, chơi đòi nghỉ sớm. Cái điều này mình sẽ trao đổi, chia sẻ với mọi người, chém gió với mọi người những cái clip khác, nó dài dòng, những cái điều này nó hoài không hết đó. Mọi người nếu thấy thích những cái chủ đề mà mình chia sẻ ở cái ngành của mình thì nhớ đăng ký kênh, cho mình một like, chia sẻ với mọi người, bạn bè đồ, để cho mọi người hiểu về cái cuộc sống của anh em nhạc công hoặc là của cái ngành của mình nhiều hơn đó. Mình chia sẻ đây bằng tất cả những gì mình biết, và những cái thời điểm cũng đã đủ lâu để mình thấm cái ngành này đó. Rồi nếu mọi người thương thì nhớ đăng ký kênh nha, nhớ đăng ký kênh rồi chia sẻ, thích thì like, không thích thì cũng không like cũng được luôn, nhưng mà có một tác động để mình biết là mọi người có xem mình, và nếu mà thấy thế nào thì mọi người để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Rồi tạm biệt mọi người.